Đúng rồi. Giờ này giờ chờ cũng vắng ha chị ha. Rồi. Bên đây là chị bán chè cá, chè cốm. Dạ. Dạ, quay cho bà con biết chứ, cập nhật hàng ngày chứ. Dạ, vẫn còn nhiều đó chị ha. Rồi chiều mình có bán không? Vậy là chị bán ở đây rồi chị di chuyển ở đâu? Tại đây luôn cho mấy lúc nào. À, bán tới chiều luôn hả? Rồi từ đây tới chút còn nhiều nè hả chị ha. Dạ. Bên này cũng còn nhiều nữa nè. Dạ. Giờ là 9 giờ rưỡi rồi. À, chị bán đến 12 giờ. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Trưa nay Phương quay chợ Lương Sơn đó bà con cô bác anh chị. Chợ Lương Sơn này thì Phương quay cũng 2 clip rồi. Những clip kia đó thì Phương quay sớm hơn. Hôm nay là Phương quay muộn ha. Giờ này là 9 giờ rưỡi rồi bà con cô bác anh chị. Phương thấy một cái anh bán vé số. Chào anh. Dạ hôm nay bán được không? Dạ hôm nay còn nhiều vậy? Ít được. Em. Ế hả? Ừ. Rồi sáng giờ bán được bao nhiêu rồi? Được vài chục rồi, vài chục tờ rồi. Vài chục tờ rồi. Rồi từ đây tới chiều bán hết không? Không hết. Chừng dạ. Chừng vài trăm, 200 chỗ lại à. Dạ, 200 chỗ đổ lại. Đổ lại. Dạ. Anh ở Phú Yên hả? Ở Phú Yên. Đại lý mình cũng ở đây luôn hay là? Đại lý ở Nha Trang. À chạy ra. Thì anh hay bán chợ này. Dạ. Dạ. Thôi sẵn đây thì nhiều khi cũng có cái duyên thôi. Bây giờ anh về lại Nha Trang? Dạ. Chớ em. Dạ. Chớ một một giờ mười nào đi. Dạ. Vô Nha Trang bán phim. Dạ. Đây là anh Cảnh Việt Kiều Mỹ gửi anh Trâm nha. Dạ cảm ơn nhiều. Anh ở tập thể hả? Dạ ở tập thể ở nhà đại lý em. Dạ đã mua mì nha anh. Dạ. Dạ thôi em chào anh nha. Dạ dạ, dạ cảm ơn nhiều. Dạ, cảm rồi ơn cảm nhiều. Ơn anh Cảnh đó. Dạ. Thôi em chào anh nha. Quay được gì vậy? Chợ Lương Sơn không ai nha. À, chợ Lương Sơn không ai, có nhiều mà. Có người bán nhiều hơn người mua đúng không? Vâng. Chợ Lương Sơn bán khách lắm nha. Hay là do em đi muộn? Vậy đó hả? Bên này Phương thấy một cái chị vé số nữa nè. Chị ơi, bán được không? Chị cũng ở Nha Trang luôn hả? Chạy đây đây hả? Đây là anh Cảnh gửi chị mua một thùng mì nha. À, ông xã chị mất rồi hả? Ông xã chị cũng bán vé số luôn hả? Giờ đi làm hồ mà giờ bị tai nạn mất hồn. Dạ. Mấy tháng rồi. Dạ. Ở người Phú Yên á. Ở đâu? Ở Lương Sơn. Ở đây đó hả? Dạ. Rồi gửi ông xã chị mất lâu chưa? Mấy tháng rồi. Gửi thêm chị 100 nữa nha. Đã mua 10 kg gạo. Thôi em chào chị nha. Đây là tiền của anh Cảnh đó. Không phải tiền của em. Thôi chào chị nha. Dạ. Dạ chị ở Lương Sơn mà. Thôi chào chị nha, cố gắng lên nha. Trên đường Phương đi đó thì cái gì nó cũng có cái duyên. Có duyên thì gặp với bà con cô bán chị.
6 tháng rồi Phương mới quay lại chợ Lương Sơn. Dạ, giờ chị cũng còn tôm nhiều nè. Dạ, ngủ gục hả? Đâu có ngủ gục đâu, thấy tinh queo không ạ? Hả? Có người mà, em thấy có người mà. Người bán á, chứ đâu có người mua. Có người bán thôi hả, không có người mua hả? Bán ở ngoài dọc đường, ngoài đường, người kia kia đó. À, gì đường, người kia thành một cái chợ vậy á. Đường bên kia là đường Giáp Văn Cương. À, Giáp Văn Cương. Chợ nào cũng vậy hết á, cố gắng lên ha. Bên này là chị bán thịt cũng vui lắm nè. Rồi chào chào chị bán thịt. Xin chào. Quay nữa kia. Rồi quyết tên rồi hả? Rồi. Rồi hello, xin chào. Rồi bán hết rồi á hả? À có cái gì? Có biển xanh. À mà coi đề tài gì? À vậy đó hả? À. Bây giờ bán xong rồi. Mình ở Lương Sơn luôn hả? Ở Lương Sơn. Rồi, chúc may mắn nha, hết rồi. Chỗ này là bán cá rất là nhiều nè. Mình thấy anh này nữa nè. Anh ơi, để anh Cảnh gửi anh một thùng mì nha. Rồi bán được không? Được ít hả? À, được ít hả? Đâu cô? Hả? Mới vô bán ở Phú Yên. Ở đại lý nào? Đại lý ở trong Kiên Giang á hả? Bán được mấy ngày rồi? Tuần. À, tuần rồi. Thôi chúc may mắn nha. Dạ, à chị bán thịt muốn cho tôi. Rồi, bây giờ muốn cho không? Cho 100 ngàn à, cho 100 ngàn ha. Rồi, đỡ có gì đỡ gọi điện thoại anh Bảy, anh Tèo, anh coi thử anh nha. À, chị bán thịt này cũng rất là vui, mỗi lần mà Phương quay đó, chị vui lắm mà con có bán chị. Đẹp gái phải ngước lên cho. Ngước lên là sao? Nó tóc tóc tay. Ngước lại mà. Quay chị coi kìa. Đừng có mặt lên cho người ta thấy cái mặt đi. Không có khổ cái nào mà đó. Đúng rồi. Giờ này giờ chợ cũng vắng ha chị ha. À. Bên đây là chị bán chả cá, chả cốm. Dạ. Dạ, quay cho bà con biết chứ, cập nhật hàng ngày chứ. Dạ, vẫn còn nhiều đó chị ha. Rồi chiều mình có bán không? Chờ dễ hết đâu. Vì là chờ, chị bán ở đây rồi, chị di chuyển ở đâu? Tại đây luôn, chứ à, bán tới chiều luôn hả? Rồi từ đây tới chút còn nhiều nè hả chị ha? Dạ. Bên này cũng còn nhiều nữa nè. Dạ. Giờ là 9 giờ rưỡi rồi. À, chị bán đến 12 giờ. Bên đây là chị bán chè cá. Chè cá.
Bên đây là chị bán tôm, cá sơn thóc. Em này là bán mực nè, mực. anh quay ra quảng cáo em cho, cho mọi người biết cho. Hả? Áo vàng đâu? Áo vàng đây hả? À. Vậy áo vàng nè. À. Quay quảng cáo mình nha. Đợi nhất nào hả? À, đợi nhất chợ. Hỗ trợ gì chị? Khổ lắm. Ủa 10 đứa con luôn hả? Em bán mực bạch tuộc ha? Dạ ốc. Ủa ốc hả? Giấm. Đó là ốc giấm hay nè. Giấm hay nè. À. Cái đó bao nhiêu một ký? Dạ 80 ngàn ký. À 80 ngàn. Còn cái vỏ là mình đập vỏ ra rồi. Em là chắc là chiên bán ốc thôi hả? Không, bán mực. Bán mực. Rồi ốc đen mình chế biến cái gì ngon? Làm gỏi ha. Gỏi luộc cá trắng. Cá trắng ăn cái gì đâu mà 2 ký nha. Luộc cá trắng. Anh đi vào phim mà sao mà anh mua được? Anh sao anh cầm được? Anh đâu biết chế biến đâu. Nhà hàng á. Còn em bán cái này là cái gì đây? Cái đỏ đỏ nè. Kìa. À, cá kìa. Ờ, cái này nướng ngon đúng không? Ờ đúng rồi. Đây là cá kìa. Quay chị mang nhỏ nè. Đó chị đây xin gái nè. Cái đó là cá kề là mình chỉ nướng thôi chứ ha. Nướng rồi. Cá kề. À chú bán vé số, bán được không chú? Dạ. Dạ. Trời ơi, ế lắm hả? Bán được bao nhiêu rồi? 7-80 tờ gì ngày. Dạ, một ngày bán mấy chục tờ, bán được 100 không? Dạ. 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 Phải cố gắng. Ủa cái này còn nhiều mà. Còn nhiều giờ sao? Hết cái này là mấy trăm tờ? Hết này 800. 800 tờ. Giờ mở bán có 100 mà. Dạ. Rồi mình mấy giờ mình bán không hết mình trả lại được chứ? Trả lại được. Dạ. Chú ở Phú Yên hả? Phú Yên. Đây anh Cảnh Việt Kiều Mỹ gửi cho chú dạ. 100 để mua mì tôm nha. Dạ, rồi cảm ơn. Dạ, đó là anh Cảnh đó. Anh Cảnh. Rồi cảm rồi, ơn. Chào nha. Anh nha. Cảm ơn. Dạ. Anh còn cầm một đống luôn nè. Em bán ế lắm, ủng hộ hả? Ủng hộ một phần quà hả? Thì này là bán ngay chỗ đây lâu rồi ha? Thì bán lâu rồi. Phương đi qua thấy cái chỗ người ta mở nhạc đó cũng sợ. Mình là Phương qua một đoạn nữa Phương mới quay được bà con có bán chị. Còn mấy bịch? Mấy chưa đây à, 2, 4, 6 bị à. Dạ. Rồi chị bán ở đây thôi hả?
Rồi còn em cắm miếng cho em hỏi chuyện chút xíu được không? Nghe ngại không? À lên thế giới luôn chứ. Thì cắm lên thế giới luôn, thế giới vậy vậy. Thì thẳng cái éo giùm em kéo cắm cái sợi rớt cái mic của em. Lên có tiền không? Hả? Hê hê, đâu nào nữa hê. Có ủng hộ tiền không? Biết đâu mới ảo hê. Chị bán cái đây, ủa còn cái kia là đậu hũ. Đậu hũ. Còn đây? Đây đậu nành. À đậu nành. Rồi bên kia là hết rồi. Hết rồi, còn đây là rổ bò. Rổ à. Bò là hết. Rồi hết là bao nhiêu tiền? Hả? Hết là bao nhiêu tiền? Hả? Hết bao nhiêu tiền chị? Chưa bán chừng nào hết bán rồi mới tính cho. Không, em hỏi trên rổ này nè, với cái kia là hết bao nhiêu tiền? Trăm mấy, trăm mấy. Phương hỏi chị không rõ, chị nói là một trăm mấy. Là mỗi lần là chị bán là một trăm mấy đúng không? À, mỗi lần này đổ một trăm mấy. À, đổ trăm mấy. Bây giờ là còn... 10 ngàn. Như đây là 10 ngàn. Như đó còn 10 ngàn. 10 ngàn, rồi bên kia? Bên kia còn 6 bị là 30 ngàn. Dạ. 30 ngàn là 40 ngàn. Là 40 ngàn. Như đó là chị về sớm đó hả? Là về luôn đó hả? Ừ, còn cái này còn không? Còn, ở đây còn. Còn này bao nhiêu? Cái đây bây giờ ở đâu có biết nhiêu đâu, mình bán hết nhiều mà hết đâu, đâu biết nhiêu đâu. Đâu có độ được đâu. Độ, mình bán chi mình độ được chứ. À, sao độ được? À, thôi nói đại đại còn 10 chén đi. Hả? À. 10 chén 50 ngàn. Là hết rồi mà. À, vậy ơi. Rồi, anh Việt Kiều mua hết cho chị nha. Rồi anh Cảnh mua hết cho chị. Rồi chị bán mời bà con giùm đi. Hả? Mời con. Thôi chị bán à, lấy vậy chị bán. Rồi. Rồi mời chị đang bịt đi ha. Là hai anh đậu nha. Mất luôn. Rồi cho bà rồi. À, bên bà lấy chị. Anh ghi số đứng đây luôn á. À. Rồi mời anh ghi số giùm em á. Rồi sao rồi? Lấy giờ ông mua giờ ấy cho hết cho nhiều luôn chứ giờ lấy chi. Rồi mời anh ơi đứng đó luôn hả? À tao mà biết tao không tao hỏi ông rồi. Rồi mời đó, mời đó. Ê chị ơi đừng có lấy tiền. À quên hay hay. Chị đưa tao đây giùm cho người ta đi mua mà. Quên đi chứ, quên đi, lấy gì. Thôi đợi gửi ngày mai đi. Em mời đừng lấy tiền người ta nữa nha. Quên. Rồi. Quýu quá quên hả? Rồi hết 100 ngàn ha. Rồi mời. Rồi mời cô. Rồi cô nữa nè. Rồi rồi mời bà con đi. Mời em gái nữa nè. Chị Mai đợt này nè chị Mai. Còn đủ không chị Phương? Rồi anh Việt Kiều mời. Chị Mai đồ hủ nha. Đi đồ hủ thôi. Còn khỏi đưa tiền nha, chị đưa tiền em quay em lấy á. Rồi. Chị đừng đưa tiền nha, chị đưa tiền em quên á. Rồi mời nha. Không. Dạ dạ. Rồi từ từ. Còn không? Còn. Được lên thế giới luôn à. Được lên thế giới luôn à. Đây nè. Rồi anh Cảnh mời nha. Dạ. Có anh Cảnh là hết ế hả? Có anh Cảnh hết ế rồi. Rồi mời. Nhiều hả bà hai? Quên rồi. Ừ đúng rồi, Nha Trang biển xanh. Em bán chả rem nè. Ly hả? À còn 4 gói. À. Đây chị Thơ. Rồi nó bún chế cho ai? Mấy bữa em thấy anh ở trong Nha Trang mà. Bên đây này bán chợ rồi hả? Chợ đây rồi hả? Có lúc em gặp anh ở dưới cô bé luôn á. Dạ, bán tự hết trơn á. Dạ. Nặng đi với à. Dạ. Tại vì hồi nó mang ế qua đi cho khác bán. Dạ. Bán rồi mai mốt quay lại. Dạ. Rồi sáng giờ bán hơn sao rồi anh? Bán mấy chục vé à. Dạ. Từ đây tới chiều bán hết không? Không biết nữa. Cũng hên xui rồi anh ha. Bán này hên xui chứ đâu biết. Dạ, hên xui thôi.
ơi, nó mua hết rồi, em này nó mua hết rồi, ăn đi. Nó quay vô dạ. Em dạ quay cho chợ bà con xem đó mà. Dạ chào chú. Đây anh Cảnh Việt Kiều gửi cho anh là một thùng mì nhé. Dạ cảm ơn anh Cảnh ở nước ngoài. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ. Anh quê ở đâu? À. Anh quê ở đâu? Quê ở Nha Trang ở bên cầu Sóng Bóng á. Dạ. Rồi em chào anh nha. Cảm ơn. Anh ốc mà anh đi quay phim mà sao mà anh ôm ốc được? Hả? Anh đâu biết chế biến đâu. Anh đâu biết chế biến đâu nè. Rồi mời chú ha. Đây mời em với số nè. Nãy giờ em cũng còn quần đây ha. Rồi lần đầu tiên em bán, mới vô bán thì cũng hơi khó khăn đó. Đây mời em. Đây anh Cảnh mời ha. Rồi 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 anh bé số nè em mời. Hồi nãy giờ con quần đây đó hả? Dạ dạ. Rồi mời chị luôn nhé. Mời chị, cái này anh Cảnh mời. Dạ. Anh ở đâu vậy? Anh ở đâu vậy? Dạ không sao, em cũng ở Nha Trang rồi mà. Rồi, rồi anh Ly ha. Rồi anh Cảnh mời đó. Anh Cảnh mời. Ngủ ở đâu kiếm bãi ngồi ta. Rồi, rồi mời chị luôn ha. Hai cơ dạ. Em kiếm bãi. Còn nhiều không? Hết chưa? Còn hết rồi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ăn rồi quay lên. Dạ. Đi chợ thôi. Chụp mấy tôi có ngại gì bé. Dạ, có gì đâu ngại. Rồi chị bán ké đây hả? Rồi hết chưa? Hết rồi em ơi. Hết rồi. Chúc mừng chị nha. Rồi, mời chị luôn nè. Hết cho xem nó chưa hết được. Dạ. Rồi chị cũng bán ké luôn hả? Chị đi xe thô. À đi xe thô. Chạy xe thô. Rồi sáng giờ có không? Được 60 ngàn. 60 ngàn. Được 60 rồi. Dạ. Bên này mấy anh cũng ăn đã ăn khỏe rồi đi tiếp nha. Hết chưa? Không một ly hả? Một ly trăm thùng nữa hết á. Rồi là một ly nữa là hết đúng không? Mình bán cái này lâu chưa? Mấy chục năm à. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hồi nãy giờ chưa hỏi tuổi, để mình dở xung hô. 48, 49 tuổi tưởng ra. Rồi, nhỏ hơn anh rồi. Dạ, nhỏ hơn mẹ. Dạ. Rồi nhà mình gần đây không? Dạ, gần. Gần hả? Dạ. Không, nói chung ra thì hồi giờ nhà em á, thì nhà nước cũng từng cho hộ nghèo. À, em tại, là hộ nghèo. Dạ. Nhưng mà mới thốt ra là 2 năm nay. Dạ. Rồi ông xã? Ông xã đi biển hay làm gì? Không, ông xã bán cà phê mà nhưng mà ông cũng bệnh mãn tính. À, ông ấy là phơ cốc ở dưới chỗ cảng á. Đi bán cà phê thôi, bán cà phê cốc á. Dạ, cà phê cốc bên lề đường vậy nè. Em mấy cháu rồi? Ba đứa. À, ba đứa cháu rồi, các cháu còn đi học không? Dạ, còn chứ một đứa là đại học. À, đại học còn nữa. Một đứa thì 11, còn một đứa thì mới ra đại học gì đây. À, gì rồi. Vậy. Cháu đi làm chưa? Chưa. Mới ra đại học mới thì tháng 4 tháng 5 này mới ra trường còn thằng kia là đại học năm nhất còn thằng 12 thằng 11. Mình bán đậu hũ lâu chưa? 20 năm rồi. Rồi nhiều người sẽ biết đến em ha. Biết sẽ. Em tên gì? Nguyễn Thị Lập. À Lập ha. Dạ. À, là bao nhiêu tiền vậy? 100 ngàn. Rồi 100 ngàn ha. Đây là 100 ngàn của anh Cảnh Việt Kiều Mỹ ha. Rồi gửi thêm 100 ngàn để mua mì tôm hay là 5kg gạo nha. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Anh Cảnh. Dạ, cảm ơn anh Cảnh nhiều nha. Rồi, xin chào nha, chúc may mắn nha. Rồi, là cũng về sớm rồi. Dạ, dạ Nha Trang biển xanh. Coi con này hả cháu? Chứ không coi kênh em mà coi cái con này không hả? À, coi khúc này thôi hả?
Bây giờ Phương sẽ đi tiếp ha, qua bên đường Giác Văn Cương. Phương đến đây thì có mọi người nói là cái cô này khó khăn. Dạ, dạ, con hỏi cô một chút xíu nha, tại vì con không phải là người địa phương này đó. Đây nè, cô bán ở trên đây nè. Dạ, cô bán cái gì? Cô bán là cô bánh này mì, 20 ổi mì. Bánh tráng chưa rồi, lắm đó. Có gì bán cái đó, phải tỏ á. Thế á, cô không bây có giờ nhà bán rồi, giờ hết chưa? Hết rồi, bây giờ cô rửa đi về. Ở dạ. Ở nhà trọ ngoài đây nè. Dạ, cô bán ở chỗ nào? Chỗ đây nè. Dạ, cô dẫn cô đi ha. Đi ra ngoài chỉ nha. Cô ơi, con quay gì đó, con cháu cô thấy có le con không? Lê Thị Hoa. Không, con quay cô đó, thấy cô trên kênh của con đó, rồi con cháu có le không cô? Không, không có le gì hết. Dạ. Rồi, cái chỗ nào hết. Đây nè. Cô bán ở đây lâu chưa? Cô bán cũng mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Ừ. Cô bán ở chỗ nào có chút dạ. Xíu à. Cô nói là cô bán đủ thứ ở chợ Lương Sơn. Nè con. Bây giờ cô đi đi chợ hả? Giờ cô bán xong rồi rồi cô dạ. Sửa cô đi về. Dạ. Mà cô ở nhà trọ ngoài kia kìa. Dạ. Ở nhà. Ở đây Phương thấy khách Trung Quốc luôn nè. Hồng sú nè. Cô bán đây. Ê nè, cô bán ở đây nè, có nhiêu gì thôi à? Dạ. Ít ở người, dạ. Ít cái bún, dạ. Ít là bắp lụa. Dạ. Nhiêu vậy thôi chứ không có gì nữa hết. Dạ. Ừ. Mỗi lần bán như vậy đó là cô lời bao nhiêu? Cô lời được 30-40 vậy á. 30-40. Đi bán dạo, bắp rồi đi bán dạo. Dạ. Tin hỏi mấy cô ra coi. Dạ. Không, ý con nói là con biết cái chỗ cô đó. Con đăng lên là nhiều người biết đến mua ủng hộ cô. Bả ngồi đây nè, bán dạ. Nè. Chút nay nè rồi bán dạ. Mì đồ rồi vậy á. Dạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 80. Con năm nay nhiêu rồi? 80 tuổi rồi. Ừ. Cô ở chợ là gần đây không cô? Cô ở nhà trọ ngoài chỗ đây nè. Dạ. Vậy là cô ở Vĩnh Lương luôn hả cô? Vĩnh Lương luôn. Vĩnh Lương luôn. Lương Sơn. Dạ. Con cháu cô chắc không đi biển hả cô? Con cháu cô thằng lớn chết rồi, giờ còn thằng nhỏ nó đi làm thợ mộc ở Sài Gòn á. Dạ. Giờ cô con bán hết rồi, cô bán chút thôi. Ừ. Dạ. Chút là đủ nuôi thân mình à, 40-50 vậy con. Dạ, à. Con cái đứa nào cũng khổ hả cô? Dạ. Mẹ cũng đâu, dạ. Bán quen ngày vậy. À vậy đó hả? Cô bán ở đây lâu rồi, cô nói là cô bán lâu rồi đúng không? Mẹ bán lâu rồi. À. Cô ở nhà trọ về đây nè. Dạ. Nhà trọ một tháng nhiêu cô? Tháng 800. Tháng 800. Chài nước điện nữa là 1 triệu. Dạ. Cô ở một mình hay là? Ở một mình. Dạ. Ê, anh Cảnh gửi cô 100.000 mua 5 kg gạo nha cô. Cảm ơn con nha. Dạ. Cảm ơn cháu Cảnh nha. Ủng hộ giùm cho cô được 100.000 là cô cũng cảm ơn con đã là thăm con mạnh giỏi. Làm ăn mạnh giỏi mai mốt trở về gặp lại Nha Trang Lương Sơn. Dạ. Thôi có duyên thì con gặp lại cô nha. Có duyên gặp lại, con gặp dạ. Tại đây. Dạ, có duyên thì con gặp thôi. Ừ. Dạ. Con đến đây thì có cái chị này nói là cái hoàn cảnh của cái chị này. Dạ. Mẹ đi mẹ cho nam mẹ đầm gì mẹ về mẹ ăn cung với thôi đó mẹ có tiền. Dạ. Mẹ bệnh á mẹ có leo đầm được. Dạ. Khổ á. Ba thấy tôi ông gì em đắng nè. Em chào chị. Dạ. Hiện tại giờ thì chị làm gì? Dạ. Để kiếm không, một cái tiền. Không có làm gì, đau bệnh không có làm gì. Dạ. Mẹ khổ. Tôi bà cô là biết mà. Dạ. Hàng ngày thì chị cứ ở đây đi. Mẹ nó chín ai cho bé đầm nèo. Dạ. Rồi trước đó chị làm gì? Dạ con không có làm gì ạ, có không có con ở đâu ạ, ở mình vậy ạ. Không con không cái. Mấy hôm trước nó khỉ á thì bé xuống bé phụ với tê bé chắc để cây rồi á. Dạ. Rồi chưa tê cho bé 50.000. Dạ. À bây giờ đây bé bệnh thế, phải làm hết cả rồi. Dạ. Cô hút hết không cho cô ăn. Cô hút hết trước nha.
Dạ. Ở Lương Sơn gần đây không? Dạ, mẹ ở ngay chỗ Hoa Trang này. Dạ, nhà của mình đó là nhà trọ. Dạ, nhà dạ, mình. Ờ, nhà mình. Mẹ kia chồng mẹ còn sống ở Tắc á. Dạ. Bây giờ ông chết lâu rồi. Dạ. Giờ còn có mà. Mình mẹ con chú chiếu mà. Dạ. Dạ. Bây giờ thì bệnh rồi hàng ngày thì tiền gạo, tiền đồ là bà con giúp đỡ hả? Đấy, thì giúp đỡ mấy người á, thì giúp đỡ bên mời tới để mấy ăn lâu. Dạ. Không có tiền. Dạ. Chị ơi, anh Cảnh dạ, nó gửi chị 100 ngàn cậu, nha. Dạ. Để chị mua gạo. Dạ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn cô, không cậu. Dạ. Thôi em chào chị nha. Dạ. Đó ở đây cậu. Em làm được thì mình hỏi giúp. Dạ. Chị thì bây giờ cũng đâu lao động được đâu. Không có lao động được, mình phải lại khổ. Dạ. Thêm bệnh nữa, thành mình phải chấp mình đi. Dạ. Thôi em chào chị nha. Bán đồ hũ có tặng không? Bán đồ hũ có tặng không à? Tôi phải hữu tặng với đồ hũ có tặng. Anh không ăn quay đi, em cầm tiền phát cho. À, cầm tiền phát hả? Dạ. À, mày không phát anh lấy cho mỗi số bán là 500. Được không anh? Hả? À. Sao? Thấy chị này chị cũng đi mời đó mà không biết người mua. Dạ anh Phương ơi giúp đỡ giùm cho chú bốn. Năm nay chú bốn 67 tuổi. Là chú đã làm hút lét ở đây được mấy năm rồi. Gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn. Nhà chú gần đây không? Dạ gần. À, gần ở đây trong chùa trong này xíu. À, cảm ơn em gái nha. Em gái bán gì ở đây? Dạ em bán đồ quần áo lót. Rồi ok em. Chào chú. Mấy giờ chú đã làm việc rồi? 10 giờ 15 rồi chú mới làm. Dạ. Rồi mấy giờ mình nghỉ? Nó vô chừng, dạ, nó vô chừng nhiều ít. Dạ. Lương đỡ không chú? Thấp gian. Dạ, nhiêu chú? Hai vợ chồng mà làm tháng có 7 triệu à. À, còn có con cái gì không? Có hai đứa nhỏ. Dạ. Đứa 17, đứa 13. Dạ. Rồi, đây là tiền của anh Cảnh, Việt Kiều Mỹ gửi anh 5 ký gạo nha, cũng ít lòng nhiều nha anh. Chú. Cảm ơn. Dạ, không biết chú bao nhiêu tuổi? 67. À, 67 tuổi. Rồi con chào chú nha. Dạ. Rồi chú đi làm việc ạ. Dạ. Dạ chú đi chú. Rồi cảm ơn con nha. Dạ, của anh Cảnh á chứ không phải của con đâu. Rồi bên đây chị ghi số nữa nè. Thấy chị này cũng đi mời mà cũng ít ai mua. Rồi còn mới luôn ha. Còn ớ bác Nha Trang biển xanh em. Ừ. Cũng ở Phú Yên. Dạ Phú Yên. Hồi nãy giờ ở đây toàn Phú Yên không ha? Đa số là Phú Yên. Tại Phú Yên không có làm gì ra tiền. Chạy vô đây vô số. Ở ngồi đó là làm ruộng. Làm ruộng nhưng mà nó không có đủ. Làm ruộng tại từ phân lạc hết còn đâu đủ. Thì ở ngồi Phú Yên thôn gì? Thôn Phú Mỹ. Rồi mùa này là còn làm ruộng không? Dạ đi làm biết không có ai chăm mà bà Trần ta thuê á. Trần ta thuê. Đây anh Cảnh gửi cho chị là 5 ký gạo nha. Dạ rồi cảm ơn nha. Rồi thôi chào chị nha. Chào em. Nãy giờ Phương quay chợ Lương Sơn cũng lâu rồi, Phương cũng gửi một ít quà cho bà con vé số rồi mấy chị mà bán đậu hũ đậu nành ế đó bà con có bán thì cũng mua, mấy chị cũng về sớm rồi cũng rất là mừng. Đây công việc của cái chú thì hút rác nè, người ta đổ rác nè. Chú làm ở đây thì làm cho tư nhân chứ đâu phải là nhà nước. À, nhà nước hả? Thuê ngồi đó. Dạ. Đỡ đọc không có tiền. Dạ dạ, thuê ngồi đó. Chú không phải là công nhân chính thức đó bà con cô bán chị. Rồi cô về ha cô ha. Thôi con chào cô, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Rồi con chào cô ạ. Dạ. À chị làm với người Trung Quốc ha. À chị làm với người Trung Quốc. À. Đã phải coi lại đồng hồ mấy giờ rồi ha. 9 giờ rưỡi, 1 tiếng đồng hồ. Ở chợ Lưu Sơn. Có người thì kêu chợ Vĩnh Lương.
bên đây là quốc lộ, ngoài quốc lộ 1A nè. Anh điêu gì anh trai? Rồi xin chào, bán cái gì vậy? Bán dưa hấu. Bán dưa hấu hả? Dạ. Rồi sáng giờ bán được không? Dạ cũng tạm tạm. À, tạm tạm này được rồi. Nhà gần đây luôn hả? Nhà gần đây luôn. À cũng được, bán xong thì gần đây cũng ok rồi. Ok luôn. Rồi chúc may mắn nha. Dạ cảm ơn nhiều luôn. Rồi lên Nha Trang Mỹ Xanh á là thấy mình nha. Còn mang dừa nè, giá cô dừa. Bây giờ Phương sẽ đi một đoạn đường Giác Khoan Cương nữa. Giờ này nắng người ta không đi chợ ít rồi. Phương qua một đoạn Bách Hóa Xanh mở nhạc đó, là Phương cũng tắt đi. Đi ngoài đường kia dính nhạc cũng mệt lắm mà con có bác chị. Mỗi lần Phương làm video 2 tiếng đồng hồ mà bị dính nhạc đó thì Phương phải làm lại. Phương tới trường học rồi. Trường tiểu học Vịnh Lương 1. Giờ này các cháu ra rồi nè, tan giờ học rồi. Cái gì chị? Dạ chị có hỏi không? Cái gì có duyên hả chị? Chị dãy số nói là tới nhà quay. Tại ông trẻ bị hai chồng đi làm mà bị tai nạn gì á. Dạ. Mất cái này mấy tháng nay rồi. Dạ thôi được rồi, có duyên chị, có duyên thì em gặp chị nha. Bên đây là vô thôn Văn Năng 1. Vô phong trào này. Ủa mới thấy dưới kia lên đây rồi hả? Ủa mới thấy dưới kia gì xuống đây rồi hả? Mau dữ vậy? Sao? Phải nhanh nhạy đúng không? Em bán còn dưa nè, cũng còn ít nè. Thôi cố gắng lên nha. Bên này là chị bán cá vẫn còn. Ở đây Phương thấy một cái em dưới số nữa nè, ngồi xe lăn. Bé còn nhiều không? Hả? Đây. Ngon. Rồi sáng bán được nhiêu rồi? À còn đây này. À. Nhà mình còn đây không? Còn đây, nhà gần đây. À.
anh bất ngờ đó. Anh tới anh quay em đó, có sao không? Gia đình có le em không? Có le anh không? Không. Không hả? Rồi mà, mỗi lần em đi là em nhận bao nhiêu tờ giấy số? Nó bao nhiêu bấy nhiêu à? À. Nhiều. Nó bao nhiêu bấy nhiêu à? Ít ít ít. À. Thường thường ta bỏ em bao nhiêu tờ? Nó bỏ ngày 200, cái bữa về cái bữa ha. Cái bữa hai mấy 24 vậy á. À. 200 24 vậy. Mà không hết mà trả lại được mà. Được rồi, trả lại được. À, gì đó hả? À, đây là về chị dâu nè. À, đây chị. Chị dâu hả? À, về chị dâu ạ. Đây là chị dâu họ. À, chị dâu họ. À, Phương Công Sở. À. Phương Công Sở. Không sao đâu. Để nhờ chị nói giùm nha. Đây, anh Cảnh Việt Kiều Mỹ gửi cho em 100 ngàn nha. Cảm ơn nha. Ừ. Giờ này cũng mệt rồi, vô đây nghỉ đó hả? Dạ, ngồi đây bán tới chiều mới về. À, ngồi đây luôn, chiều tới về. À. Rồi em bị bẩm sinh hả? Bị. Hồi nhỏ giờ. Hồi nhỏ giờ. Hả? Hồi nhỏ giờ. Rồi vậy nha. Rồi. Ai đẩy em đi? Ở cái xe điện hả? À, xe điện. Ừ. Dạ, chị tôi mượn 20 cái này. Hồi nãy 40 nha, 20 luôn thôi. Dạ. Thôi em bán đi nha. Rồi chúc em may mắn nha. Rồi, 40, 20, 60. Cảm ơn nha. Ừ. Cái mua vậy rồi. Thôi, được rồi. Gửi về đây được rồi. Ha. Bên đây là mình qua là giáp Quan Cơm rồi. Bên đây là cũng là chính hữu bà con có bán thì nhà ba này. Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại.